Xin chào quý chú anh chị các bạn ha. Thay vì mình Bến Tre, lịch của Thái là 2 ngày, nhưng mà hiện tại là Thái còn một số nông dân gần đây nè, nên Thái có một việc là Thái phải về trong ngày rồi, nên Thái không có ghé được. Thì có lẽ là sẽ chuyến sau ha, một tuần 10 ngày nữa ha, hẹn những cái khách của Thái chuyến sau. Thái có lịch đây 2 ngày đó, nhưng mà có một việc đột xuất nên Thái về sớm làm một cái video. Làm cái video cây vườn của chú Ba ha. Thái ghé chú Ba, Thái làm chú Ba được 2 mùa rồi các bạn. Thái làm chú Ba được 2 mùa rồi đó. Hiện tại cái bông như thế này nè, hỏi chú Ba giờ bông chú Ba làm sao rồi nè. Đó, chú Ba tỉa bông trắng rắc hết trơn con. Năm nay một số người ở gần chú á, người ta không có bông, người ta không có bông nhiều ha. Ở chú Ba thì được một cái là bông rất là đẹp, bông rất là tốt, nói chung là tạm ok rồi. Đối với Thái đó nha, người ta mừng lắm rồi các bạn. Thái không có chú Ba, Thái không có cho chú Ba, Thái không có cho quay cái mặt của chú Ba, do nó vướng tới vấn đề là thì các bạn biết rồi đó, mình đưa vô cái bắt đầu người ta sẽ biết, một số đại lý người ta không bán, nên Thái quyết định là Thái không cho chú Ba lên video. Nhưng mà chú Ba có nói với Thái ha, là rất là nhiều người người ta làm cái cổ là nó không ra các bạn. Rất là nhiều người năm nay ai may mắn lắm, ai làm rất là tốt ha, ai làm cái khâu bông rất là tốt, nên các bạn sẽ được một cái vàng bông ngon thôi, chứ năm nay rất là khó ăn các bạn. Này, các bạn xem nè, bông bự hết trơn rồi đó. Thì thường thường á, có Thái cho chú xài cái xô đu bông, Thái có hay á, nãy chú tấm tắc chú khen cái xô đu bông hoài, nên Thái làm cái chủ đề này thì các bạn biết là nó quan trọng lắm các bạn. Nó quan trọng trong cái vấn đề là chúng ta làm cái mầm dưới gốc chứ lắm. Các bạn sau khi chúng ta rải lân đó, thì thường thường á chúng ta sẽ rải kali ha. Năm nào người ta cũng rải kali cho các bạn. Người ta rải kali thì các bạn biết là cái rải kali đó nó hạn chế hút dinh dưỡng, nó hút nước ha. Đó, hạn chế hút dinh dưỡng là hút nước lên để mà tập trung làm bông nè. Đó, thì bây giờ Thái nói là cái xô nuôi bông của Thái á là Thái sẽ cho rải thay cho kali trắng ha. Và chú nói là tính ra cái xô nó rẻ hơn chứ, nó rẻ hơn kali, chính xác là rẻ hơn kali các bạn. Nhưng mà được cái các bạn sẽ thấy vàng lá nè, nó không có bị cháy. Cái vùng mà Tân Phú các bạn thấy nó rồi ha, cái vùng Tân Phú đất nó hơi xấu, nên các bạn sẽ thấy là nó rất là dễ cháy lá. Và mình biết là hồi nãy mình đi ở bên Chợ Lách, mình chạy qua tới lúc này ha các bạn, nó rất là dễ cháy lá các bạn, nó cháy lá kinh hồn trong lúc vừa ra bông là chúng ta thấy cháy lá rồi. Nhưng mà cái vàng lá này ha, Thái bảo đảm các bạn, vàng lá này sẽ ít bị cháy lắm. Thái nhìn cái màu của nó ha, Thái nhìn cái màu và Thái nhìn cái lịch của cây rất là khó cháy nha. Rồi, đây là cái tô lô này ha. Cái lô này bắt đầu Thái vẫn cho xài bộ tơ mộng của Thái bình thường không gì hết. Các bạn sẽ nói, ủa cái tơ này dễ ra đúng không? Thái cho các bạn đi qua cái lô già. Cái lô già mười mấy năm. Bây giờ mười mấy năm. Miền Đông và Tây Nguyên Thái vẫn cho xài xô các bạn. Miền Đông và Tây Nguyên các bạn lên lân ha, một số vườn của khách hàng của Thái làm là Thái cho ủ lân hết rồi, ủ lân hết rồi, bắt đầu tới lúc làm bông ha, Thái cho tưới một cái xô nuôi xô tơ mầm đó nè đó. Lạc bớt đi chú Ba đó, con lạc chung cho hồi nãy trời ơi ga lạc mà bác Ba, mà cô Ba, ba giờ ba nhót không biết tối nay ba ngủ được hay không nữa, khổ nè. Đó, lạc bớt đi đó, lạc đi đó như vậy nè, lạc bớt đi nha. Đó, mình lạc nhiều đi không sao hết trơn, mấy con bự này mình lạc con nè chú Ba, mấy con bự này mình lấy mấy cổ nhỏ thôi nè. Chú Ba lạc mấy cái cổ bự đi ha, một cây nó chúng ta để một cổ thôi, này dư bông dữ lắm. Nếu mà chúng ta là không lạc á, nhưng chú Ba không lạc á, là chừng nữa cô ba ngủ không được ha. Tại vì á, những cái thằng này nó sổ trước nó sẽ rụng nè ha, quả nó không rụng nó méo là bà đầu bà vô là bà nói sao méo quá là khổ nữa tội nghiệp nha. Đó, rồi bây giờ chúng ta qua cái lô già cũng sát bên đây thôi các bạn, nó không có xa. Và thấy không, một cái vấn đề mà chúng ta nó chỉ liên quan tới cái vấn đề mà chúng ta rải kali và chúng ta ủ mầm thôi ha, là nó cũng mệt này ha. Nè các bạn thấy không, đã không, bông này nó đẹp quá nên mình tỉa ít thôi đó, mình tỉa như đây thôi đó. Thấy đẹp không,
Cây tơ ra cứng bông luôn các bạn. Cây tơ ra cứng bông luôn ha. Đã tỉa bông rồi nha các bạn. Đã tỉa bông rồi một lượt rồi ha. Hữu cơ này kia vô xong luôn rồi. Đó, tưới nuôi bông bằng canh thiết và organic ha. Chú Ba nuôi bằng organic các bạn. Chứ chú Ba không có tưới xô nuôi bông. À, tại chú Ba làm hai mùa rồi, chú Ba khoái rồi. À, ai phá gì xài đó thôi các bạn. Không nhất thiết là phải có xô nuôi bông ha. Tại vì xô nuôi bông cái chi phí nó rẻ thôi. Nên thấy cho các bạn làm thôi ha. Đó. Rồi. Chúng ta hoàn lớn nè. Bạn sẽ thấy hoàng lớn nè. Đây là thằng bự nè các bạn. Đây là cây bự nè. Đó. Cổ này thấy nói với chú là cổ này là vô giá nè các bạn. Tại vì rất là ít người ra bông. Mình bảo đảm những cái cổ này rất là ít người ra bông các bạn. Cổ trước như thế này nè. Bây giờ hiện tại nó mới nhú hơi thôi. Nè, đây là lô già nha các bạn. Bạn nhìn dàn lá nè. Dàn lá lô già rất là ổn. Rất là ổn các bạn ha, giữ đồ ẩm rất là tốt luôn nha. Đó. Nhưng mà được cái là chú Ba chưa tỉa chưa ngon các bạn. Đây nè. Cái này vẫn xài cái xô bên Thái nha, vẫn xài cái xô tạo mầm. Đây nè. Đâu rồi. Còn ai mà không có xài được xô tạo mầm, các bạn có thể rải cái ly trắng bình thường. Đó. Nhưng mà các bạn để giảm tải cái việc mà cháy lá trong lúc làm bông thì chúng ta xài cái xô là ok ha. Chứ ở đây Thái làm video vì mục đích phân nửa thương mại và phân nửa hướng dẫn nha. Tao nói rồi là các bạn không có điều kiện mua cái xô tưới tạo mầm thì các bạn có thể ra ngoài mua kali trắng ha. Chúng ta phải bắt buộc phải dằn nha các bạn. Năm nay các bạn, những cái vườn nào mà hên á thì nó ra bông tiết tốt, nhưng mà năm nay một số nơi bắt buộc phải dằn kali trắng nha. Đặng cho nó ra đều, tại vì năm nay các bạn biết nè, miền Đông Tây Nguyên ha, hiện tại bây giờ chưa làm bông mà nó đã ra hoa rồi. Các bạn chưa làm bông mà đã ra hoa rồi, nhưng mà nó ra rất là lọt sọt ha. Thì chúng ta phải tuốt, chúng ta làm lại đúng không? Mà tuốt làm lại là phải có kali nha ha. Năm nay bắt buộc chúng ta phải làm theo canh tác đó. Còn tháng tới mà chúng ta làm theo sau nữa thì Thái không biết ha. Còn năm nay chúng ta làm, ta phải làm theo vậy. Đây ha. Xong một cái quy trình nuôi bông rất là đẹp luôn các bạn. Đây nè, dàn cây nè ha. Dàn cây ở Tân Phú Bến Tre mà chúng ta, Tân Phú Bến Tre mà các bạn làm cho một cái dàn cây như thế này mà nó không cháy lá là tuyệt vời đó các bạn, hay là tuyệt vời lắm. Đó, thấy chưa? Đây, mình qua luôn lỡ rồi. Cây bự nè các bạn. Bông nè. Đó nè, cứng hết chân cây nè. À, đây nè, nằm chỗ đây nè. Chú Ba lấy được 3 cây. À, nên nhựa của cái cây rất là tốt. Nên chúng ta sẽ không có vướng bận cái vấn đề là ra bông nó sao không có đâu các bạn nè, nó rồng rất là dữ nha. Cổ nè, ra bông rất là dữ. Cây cổ thụ ha, những cây cổ thụ. Cây cổ thụ ra bông rất là đẹp. Thái quay cho các bạn biết là hai cái lô là lô bự, lô nhỏ nó đều có bông như nhau. À. Đó. À, chú Ba cũng là người giới thiệu cho Thái rất là nhiều khách hàng kế bên. Tại vì cái vườn của chú Ba làm tương đối đạt á. Đó. Chờ chú Ba giới thiệu cho Thái nhiều lắm. Đây các bạn, bông nè. Bông này lo tiễn thôi chứ, đúng không? Chúng ta tiễn cố gắng một cổ thôi là chúng ta ok rồi. Đây nè các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Hãy phóng cho các bạn xem, các bạn thấy không, chi chít như thế này nè. Dàn cây rất là đẹp các bạn, dàn cây rất là đẹp rồi. Ok các bạn. Đó, bởi Thái nói là Thái làm video này, Thái mong muốn là làm cho một số nơi mà hiện tại mà chúng ta làm bông á, chúng ta phải nhớ tới vấn đề đó ha. Làm cái cây nó ra đều nó khó lắm. Làm cái cây ra đều nó khó lắm các bạn. Nè. À các bạn thấy không? Em đây nó bị xỉu bông nè. Những thằng này nằm đây xỉu bông chân các bạn ha. Lớn qua nhớ cấp 2 ngoài kìa. Bông rất là dư bông. Rồi. Đây nè. Cây bự thì ăn nhớ cấp 2 ha. Đó, thì ở trong mình lột bỏ đi các bạn. Nè, lột bỏ đi. Đó, còn ngoài là mình ăn như thế này nè. Đồ bự đồ nhỏ đều có bông hết trơn ha các bạn. Chúng ta không có cần phải nói là lô tơ nó ra ngon không, lô già ra vẫn ngon các bạn nè. Chỉ việc tỉa bông thôi, rồi tỉa lại một vài đợt nữa ha, bông cứng hết trơn luôn các bạn. Rồi ok ha, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.